Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, có 23 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và phạm vi quản lý, đáng chú ý là các ngành nghề sản xuất con dấu, kinh doanh các loại pháo, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ xoa bóp massage, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh súng bắn sơn, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ đặt cược, kinh doanh dịch vụ in, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ lưu trú. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các ngành nghề nêu trên phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc trường hợp đã bị khởi tố hình sự, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 3 năm tù trở lên, chưa được xóa án tích. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mang hộ chiếu nước ngoài, phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú. Riêng với hoạt động dịch vụ bảo vệ, nghị định nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức cá nhân hoặc xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Với hoạt động đòi nợ, cấm tiến hành đòi nợ khi chưa có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ, chưa có văn bản thông báo cho công an cấp xã nơi tiến hành đòi nợ trước khi thực hiện đòi nợ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Trong thời hạn không quá 18 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, cơ sở kinh doanh phải đổi lại giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và không phải trả tiền phí cấp đổi. Thưa quý vị và các bạn, các quy định về luật phòng chống bạo lực gia đình sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong mục hỏi đáp pháp luật ngày hôm nay. Và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của luật sư Tạ Ngọc Toàn, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc. Mời quý vị và bạn cùng theo dõi. Thưa luật sư, luật phòng chống bạo lực gia đình quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình? Về câu hỏi trên thì điều 5 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 đã quy định về các quyền và nghĩa vụ của nạn nhân của bạo lực gia đình như sau. Thứ nhất là nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thứ hai là yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật. Thứ ba, được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật. Thứ tư là được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của pháp luật. Và thứ năm là các quyền khác theo quy định của pháp luật. Người nạn nhân của bạo lực gia đình thì có các cái nghĩa vụ là cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền khi có yêu cầu. Thưa luật sư, vậy thì luật phòng chống bạo lực gia đình quy định như thế nào về nội dung thông tin tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình? Về nội dung thông tin tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình thì được quy định ở điều 10 của luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 như sau. Thứ nhất là thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình. Thứ hai là truyền thống tốt đẹp của con người gia đình Việt Nam. Thứ ba là tác hại của bạo lực gia đình. Thứ tư là biện pháp, mô hình, kinh nghiệm hay trong phòng chống bạo lực gia đình. Thứ năm là kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa. Và thứ sáu là các nội dung khác có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn phần trả lời của luật sư Tạ Ngọc Toàn. Mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.